Bạch sư cho con hỏi, khi hơi thở trở nên vi tế quá ngắn để con kịp phân biệt đầu giữa đuôi hơi thở, con có thể quán tưởng rằng điểm hơi thở là một cái vòng, thở vào thì vòng sáng lên, thở ra vòng tắt sáng không? Con cảm thấy làm vậy thì cái biết đối với hơi thở vào hơi thở ra của con sẽ nhạy hơn. Quý vị nên cái chuyện mà mình quán tưởng cái vòng á, thì được, nhưng đừng làm cái vòng nó sáng tắt. À, cái việc nó sáng tắt nó sẽ làm cho định mình bị ô nhiễm, làm cho mình bị phân tâm. Cho nên á, là mình để cái vòng cũng được mà mình để nó yên như vậy. Hơi thở ra vào thông qua cái vòng đó.